ý nghĩa của chữ văn này rất sâu sắc vậy nên người văn danh đời này cho dù không thể giảng sanh đời sau cũng sẽ thường tu phạm hạnh thù thắng vậy tổng kết này tổng kết rất hay trong đời này cho dù không thể giảng sanh quý vị chưa gặp được duyên thù thắng này không biết lợi ích của niệm Phật giảng sanh Đời sau nhất định là Tu phạm hạnh thù thắng Tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Nếu như lại có thể Lễ Phật, niệm Phật Phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm Giảng sanh tịnh độ Chính là thú hướng Đại Bác Niết Bàn căn bản pháp luật trong thời đại mạt pháp của thế tuân đây là một con đường chính là một con đường tắt vững vàng nhanh chóng bảo đảm trong một đời thành tựu không những bản thân thành tựu giống như tôi vừa nói bảo hộ cho gia đình quý vị gia hộ cho một khu vực vừa nghe danh phật liền đầy đủ công đức như vậy như vậy giống như đoạn trước đã nói Không chỉ một nguyện này Chúng ta từ nguyện thứ 18 Thập niệm tất sanh Nguyện thứ 19 Phát tâm Bồ Đề Nguyện thứ 20 Đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát Nguyện thứ 21 Nghe danh sám hội Niệm Phật nhất định dạng rằng đến nguyện thư hai mươi bảy trước đây công đức đã nói nghe danh liền đầy đủ rồi túc chứng phật hiệu danh cụ dạng đức đây là thâm nghĩa một câu a di đà phật này nếu như dùng tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm cung kính để niệm trong một câu danh hiệu phật công đức vô lượng vô biên người thường không biết được vì sao hiệu quả niệm không rõ lắm vì có miệng mà vô tâm tức là trước đây đã nói dụng tâm bất nhất tâm tán loạn tính tâm chưa đủ phát nguyện không khẩn thiết niệm phật có tạp niệm có gián đoạn nói cách khác niệm niệm không có tách rời ngũ dục lục trần của thế gian ngày ngày nghĩ những điều này thời gian muốn niệm phật bồ tát ít quá hơn nữa không chuyên cần Cho nên hiệu quả không rõ ràng Chỉ có thiểu số người Rất ít người Chuyên nhất niệm Phật Đa phần vào lúc nào Mắt trọng bệnh Thầy thuốc tuyên bố Không thể cứu chữa nữa Biết bản thân sắp chết rồi Khoảng vào lúc này Mới buông bỏ dạng duyên Nhất tâm chuyên niệm Không ngờ rằng niệm đêm nửa tháng Một tháng bệnh của họ niệm làm được Đây là gì? Họ vẫn còn có thọ mạng Họ mắc bệnh nặng đó là nghiệp chướng một loại là túc nghiệp một loại là oán thân trái chủ công đức phật hiệu đều có thể hóa giải được những vấn đề này có thể tiêu trừ nghiệp đời trước của quý vị có thể hóa giải oán thân trái chủ quý vị tuy không qua lại với họ quý vị thật học phật thật niệm phật rồi công đức này họ cũng có phần tuy rằng quý vị không cố ý hồi hướng đến họ họ cũng có được một phần vì sao vậy vì họ có duyên với quý vị quý vị có lợi ích họ cũng được hưởng nhờ là đạo lý như vậy họ bệnh lành rồi giống như sự việc này chúng tôi trong quá trình học phật mấy mươi năm những ví dụ nhìn thấy được Chưa đến 100 ví dụ Ít nhất cũng có 6-70 ví dụ Tôi thấy rất nhiều Đây là thật không phải giả Vì sao bệnh nặng như vậy? Đây là hai loại nghiệp một là tốt nghiệp quý vị trong đời quá khứ và đời nay bản thân đã tạo tội nặng quá ngoài ra còn một loại khác là oán thần trái chủ đến tìm quý vị gây phiền phức đến đoài mạng quý vị vì sao họ bỏ qua cho quý vị vì họ đi rồi oai thần bổ nguyện của phật a di đà gia trì cho quý vị quý vị thật sự niệm phật bốn mươi tám nguyện gia trì Thật sự có tính tâm Tính tâm kiên định Có nguyện tâm Tôi trong đời này một mục tiêu một phương hướng Một phương hướng là Thị giới Tây Phương Cực Lạc Một mục tiêu là Thân cận Phật A Di Đà Thị giới Cực Lạc sau khi thành Phật Giống như Phật vậy Quay ngựa thuyền từ phổ độ chúng sanh Phàm là chúng sanh có duyên với quý vị Có thể không tôn trọng được sao? Có thể không khâm phục quý vị sao? Sẽ tổn hại quý vị sao? Không thể nào Vì sao vậy? Vì quý vị thành tựu rồi Chính là họ thành tựu Quý vị chắc chắn điều đầu tiên là đi độ cho họ gọi là Phật độ người hữu duyên. Bất luận là có ơn với quý vị hay là có oán, hoặc là có nợ nần với quý vị, tất cả đều được độ. Tại thế gian này có thể làm được mấy trận không nhiễm. Triệt để buông bỏ chỉ làm tốt một sự việc là giới thiệu phật pháp đại thừa thế giới cực lạc cho đại chúng đây là việc rất tốt làm cho mọi người hiểu rõ phật pháp hiểu biết về phật pháp lý giải được phật pháp y giáo tu hành chúng ta trong đời này sống không uổng phí nhiều người được lợi ích như vậy bản thân còn có thể không sanh tịnh độ sao không có lý gì là như vậy Bản thân chắc chắn được giảng sanh không có chút hoài nghi nào. Đây là công đức nghe tên di diệu khó nghĩ bàn. Như Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Trong Kinh có mấy câu nói Chư phi điểu xuất sanh Hàm linh chi loại văn thử đà la ni Nhất kinh ư nhĩ tận thử nhất thân Cánh bất phục thọ Đây là lợi ích của kinh giáo đại thừa kinh giáo đại thừa đối với cõi súc sanh quý vị xem phi điểu súc sanh ngày nay chúng ta nói đồng vật phật pháp nói trong lục đạo có súc sanh Chúng có linh tánh Không khác gì con người Cũng là con người Sau khi chết rồi Thác sang đến quải này Thọ thân xuất sanh Văn thử Đà La Ni Đây là Đà La Ni Kinh Đà La Ni là tiếng Ấn Độ Dịch thành tiếng Trung là Tổng Trì tổng tất cả pháp, tri tất cả nghĩa. Súc sanh nghe đến kinh văn này, chúng hiểu được. Một khi qua tai hết thân này rồi, không thọ thân này nữa, Chúng liền có thể xa lìa cõi súc sanh Có thể xa lìa thân súc sanh Đi đến nơi nào đến cõi người Hàng thiện căn sâu dày Trong đời quá khứ có tu hành Chúng đến quái trời Không còn bị đọa trong ba đường ác đây là lợi ích chúng sanh nghe kinh dưới đây trong niết bàn kinh có câu nói còn sâu sắc hơn ý nghĩa này chúng ta xem tiếp Đại Niết Bàn này Cũng lại như vậy Đây là Đại Niết Bàn Kim Nếu có chúng sanh Chúng sanh này phạm gì rất lớn Không chỉ là cõi súc sanh Cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục Cho đến cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa tất cả chúng linh đều nghe được hết tụng kinh họ nghe rồi chúng ta không thể không tụng đọc một cách cung kính không thể khinh mãn Tất cả pháp đều là từ trong cung kính mà cầu ra được. Chúng ta tụng kinh là bố thí cho tất cả chúng sanh, phải cung kính thì họ mới được lợi ích. Giảng kinh lại cũng như vậy. cổ đức còn đem kinh điển khắc lên chuông khánh khắc lên trên đó đặc biệt là chuông lớn có lúc đem một bộ kinh hoa nghiêm toàn bộ kinh văn khắc lên đại hồng chung Đại hồng chung vừa giống một tiếng, tất cả chúng sanh đều nghe được hết. Có người không có khả năng này, quỷ thần có năng lực này, Chúng ta từ đây thấy được cổ nhân đối với việc Hoàng Dương truyền bá Phật Pháp Đối với tất cả Pháp giới chúng sanh Đối với Sơn Hà Đại Điện Cho nên Sơn Hà Đại Địa ít thiên tai Nó có nguyên nhân Hiện tại khoa học phát triển rồi Có tivi Có mạng internet Ngưỡng công cụ truyền bá này So với ngày xưa Tiến bộ hơn rất nhiều Chúng ta nên Đem những kinh luận này không ngừng phát triển trên mạng Internet. Phát lên sóng trên truyền hình. Phá giới hư không tất cả chúng sanh đều tiếp nhận được. Sự ảnh hưởng này không chỉ là sơn hà đại địa mà ảnh hưởng đến Pháp giới hư không giới Không trung Ngạn ngữ xưa quá câu ngẩng đầu ba thứ có thần minh Những thần minh này ở trong không trung trong những sóng điện từ có chánh pháp của bác nhã có niết bàn tất cả họ đều được lợi ích chúng ta có thể ở đây tận tâm tận một phần tâm tận một phần sức đều là vô lượng vô biên công đức chân thật quý vị xem trong kinh niết bàn nói nếu có chúng sanh nghe kinh qua tay bảy kiếp sau này không đọa đường ác bảy kiếp là nói về thời gian bảy tiểu kiếp thời gian đó cũng rất dài kiếp có rất nhiều cách để nói trong kinh điển cũng có ghi chép các địa phương chúng sanh căn tánh không tương đồng phật tùy theo chúng sanh mà thuyết pháp là tùy tục đế cho nên có các loại khác nhau Nếu như là nói chân đế Chân đế không có ai hiểu Chân đế là gì? Chân đế không có không gian, không có thời gian Đây là nói sự thật với quý vị Quý vị có phân biệt qua chấp trước Liền có thời gian, liền có không gian Phân biệt chấp trước buông bỏ rồi Thời gian và không gian cũng không còn nữa Vậy chúng ta hiểu được các loại chúng sanh không giống nhau phân biệt chấp trước không giống nhau cho nên đối với khái niệm thời gian dài ngắn không tương đồng nói chung kiếp là thời gian rất dài phật ở trong kinh nói với chúng ta thọ mạng con người thọ mạng con người trong cõi người Lúc ngắn nhất Bình quân tuổi thọ là 10 tuổi Đây là lúc ngắn nhất Từ 10 tuổi Mỗi 100 năm thêm 1 tuổi Thêm cho đến 8 dạng 4 ngàn tuổi Chính là tuổi thọ có người dài nhất là 8 dạng 4 ngàn tuổi Từ 8 dạng 4 ngàn tuổi Mỗi 100 năm giảm đi 1 tuổi lại giảm cho đến 10 tuổi Một tăng giảm như vậy gọi là một kiếp Là tiểu kiếp Bảy lần tăng giảm như vậy Thời gian này rất dài Rất dài Nó không đọa đường ác Lợi ích kinh giáo lớn đến như vậy Nói ở đây đều là kinh đại thừa Tôn Thắng Đà La Ni Kinh là của Mật Tông Đều là Đại Thừa Kinh Đại Thừa có năng lực lớn như vậy Lại nói với chứ gì Trong tất cả Kinh Kinh Thù Thắng nhất là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Càng thù thắng hơn Kinh Hoa Nghiêm, chính là Kinh mà hiện tại chúng ta đang học Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Nếu như đọc Kinh Vô Lượng Thọ thì công đức này lớn đến bao nhiêu? Dựa qua Kinh Niết Bàn, dựa qua Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, Đáng tiếc là gì Chúng ta không biết vậy Tuy bộ kinh này Chúng ta từng tiếp xúc Từng khai giảng Bộ kinh này ngày xưa giảng 10 lần rồi Lần này giảng tỉ mỉ Báo cáo tâm đắc tu học 60 năm Cùng chia sẻ với các đồng học Đức thực Trong kinh giáo Mà tất cả chư Phật Tuyên thuyết không có kinh nào vượt qua kinh vô lượng thọ không có kinh nào vượt qua bốn mươi tám nguyện nếu chúng ta không thể đọc toàn kinh thì quý vị đọc bốn mươi tám nguyện công đức vô lượng vô biên thù thắng vô cùng. Thông thường chữ văn trong kinh vừa mở kinh ra câu thứ nhất là như thị ngã văn. Đây là nói về chữ văn. Bất thị đảng văn. Nghĩa kim tính thọ. Không phải chỉ là nghe đến Nghe rồi thì sao? Nghe vào trong thức a la Trong thiện căn Nó không khởi tác dụng Sau khi nghe được thì sao? Nghe được rồi phải tin Nghe được rồi thì phải hiểu Sau khi hiểu được rồi thì phải y giáo phụng hành Cũng tức là Đem những lý luận trong kinh điển đã nói biến thành Tư tưởng của bản thân là kiến giải Tất cả những giáo huấn trong kinh luận Trở thành sinh hoạt hành vi của chúng ta Quý vị thật sự đạt được lợi ích Đây gọi là văn cho nên sau khi nghe có tính giải hạnh cuối cùng là chứng quý vị có thể hành quý vị chắc chắn sẽ có chứng chứng là gì đem văn tính giải Duyên dung thành một thể Tự lợi lợi tha Công đức không thì nghĩ bàn Thập phương chư Phật Vô lượng kiếp cũng nói không hết Họ muốn tán thán công đức của quý vị cũng tán thán không hết Vì sao vậy? Xứng tánh rồi